tuyết hôm nay cho mấy trường tập trượt lại ha. Trường tập khoáng nha. Rồi, ok. Đi nè. Đi chậm thôi, té cho đi dài này khó đi. Không được chạy nha. Hôm nay thời tiết nó nắng. Nắng giống như chảy mỡ. Em mặc áo vừa thôi. Đây, đi nè. Hãy cho kịp. Đi bán này dành cho người mới tập trượt. Nó nhiều chỗ. Đây, lên cặp trèo nó cũng dễ đi thôi. Giờ mình vô mình sẽ cho mấy cường tập trượt sơ để cặp trèo. Tổ đèn siêu tên á, xong rồi mua cắt keo về cắt keo lên cho nó trượt nhau, nhiều cái đi, vô cho, đó. Ok. Cái tổ mới cây đen siêu tế á. Ờ, cô nó. Cô nó đen siêu tế. Rồi bắt tế. Dù kia đi nè. Chị kia đây ta. Cần đứng lên nè. Stop dừng lại nè. Dừng lại, tập stop được không? Breaky hả? Rồi 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 rồi. You get it. You get it. Alright. So. Rồi. Breaky step. Ok. Rồi lên nào, lên lại nào. Lên trên kia nào. Một cây. Ba mua.
dựa cho bà, dựa rồi nha chưa? Cần tí tới chỗ cáp treo là con đi xuống trước nha, con đi bộ xuống trước nha. À, cáp treo là Rito nè, cáp treo á, cáp treo là Rito. Ừ, con nó Rito. Sushi nè. Mình cùng tí lên trên kia rồi mình cùng tự trượt xuống nhá. Đây kia nữa. Tự trượt xuống đây kia nữa. Trượt xuống đây kia nữa. Yeah.
chị, quay chị. Đấy, chú, cái cáp treo này có người người ta dừng lại cho mình đi xuống được. Chỗ này tại dẫn này. Kéo khẩu trang lên. Kéo khẩu trang lên, kéo khẩu trang lên. Quay chị. Quay chị, quay chị. Quay chị, quay chị. Mana cả đám ạ. Quay chỗ này không? Cắn cắp cho cắn. Trời nắng đẹp, không có gió và trời rất ấm. Nên là hôm nay Mít Cường lần đầu tiên được dẫn lên trên cáp treo để trượt tuyết đây. Và bây giờ hai cho con mình sẽ bắt đầu trượt xuống. Rồi, kia nè.
ra cái chỗ nãy đó. Ờ, hàng nó sẽ được rồi. Yeah, I'm going.